Liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, chiều ngày 4 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri của thị trấn Lương Sơn và huyện Bắc Bình. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn Lương Sơn cho biết, nghị định và pháp luật của nhà nước quy định đối tượng hưởng trợ cấp chất độc màu da cam là người trực tiếp tham gia chiến đấu và thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, theo cử tri, ảnh hưởng từ chất độc da cam trải qua rất nhiều thế hệ. Theo thống kê, hiện cả nước có 35 người là thế hệ thứ ba ảnh hưởng và bị di truyền chất độc màu da cam. Riêng tại huyện Bắc Bình, có nhiều trường hợp thuộc thế hệ thứ ba và thứ tư bị di truyền chất độc màu da cam nhưng không được hưởng trợ cấp. Cử tri đề nghị cần quan tâm mở rộng đối tượng được hưởng chế độ. Cử tri Bắc Bình cũng đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, đồng thời có giải pháp trước tình trạng thức ăn chăn nuôi quá cao nhưng giá sản phẩm lại thấp. Cử tri cũng đề nghị không tăng giá bảo hiểm y tế để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Các ý kiến của cử tri được đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi các cơ quan liên quan xem xét trả lời theo thẩm quyền.